Rồi xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại tất cả các bạn trong chương trình review của GT Guitar Shop. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn review về cả hai cây đàn luôn. Và đây là hai cây đàn rất là đẹp đến từ hai thương hiệu guitar cũng khá là nổi tiếng. Một cây đến từ Anh Guitar và một cây đến từ Samai Guitar. Rồi để chúng ta sẽ cùng đi đến cây Anh Guitar trước ha. Chúng ta mình đang cầm đây là cây Anh Guitar với cái tên model là A70C, có nghĩa là cái đàn này có dáng A, dáng auditorium, và các bạn có thể mua nó với giá mới là 7 triệu Việt Nam đồng. Rồi chữ C đây là cái đàn này có góc cutaway. Rồi chúng ta sẽ đi đến cái cấu hình của nó ha. Các bạn có thể thấy mặt đó là mặt Sitka screws, đây là một khá đẹp. Rồi chúng ta có các phần size là Indian Rosewood, gỗ cảm ứng. Bạn thấy là cái đàn có một bộ gỗ cảm ứng cũng tương đối là đều màu và đẹp. Rồi chúng ta có cần mahogany. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là cái bản cần nó hơi rộng, nó khoảng 45mm. Cần được sơn bóng. Và các bạn có nhìn thấy là cái gót cần của cây đàn này nó khác các cái gót cần của những cây dáng khuyết bình thường của người ta. Thì các cái dáng khuyết khác của người ta thường cái gót cần nó sẽ là một cái hình lài xuống. Đây nó nhô lên theo kiểu hiện đại hơn. Rồi chúng ta có headstock của người ta với logo khóa chrome. Rồi, fingerboard là gỗ Indian Rosewood, gỗ cảm ứng, nó cùng loại gỗ với lại một pattern size. Chúng ta có bridge là gỗ Zircon, một cái loại gỗ tương đối là đắt tiền. Rồi, ngửa, ở lượt ra, ngửa ở đây chúng ta có là xương. Ngoài ra các cái miếng chặn dây là bằng nhựa, màu trắng, ta có một miếng bích ga. Rồi mời các bạn có thể quan sát lại cái đàn Anh Guitar A100C này ha. Mình vừa giới thiệu nữa là cái đàn này nó đi một cái viền chỉ gỗ với hai cái lai chỉ trắng khá là đẹp. Một cái đàn dáng A cảm ứng với giá là 7 triệu Việt đồng đến từ Anh Guitar. Rồi bây giờ mời các bạn đến đây với cây Samai Guitar. Và trong tay mình đang cầm đây là một cây Samai Guitar tầm cao rất là đẹp. Thì mời các bạn cùng với mình nhìn sơ qua nó ha. Đây là cây SC10. Và cái đàn này có giá niêm yết ở trên website của Samai là 12 triệu 8 Việt đồng. Rồi đây là một cái đàn dáng A, một cái đàn dáng A với gốc hard cutaway, một cái gốc khuyết sâu rất là đẹp. Một cái đàn dáng A với mặt top chúng ta có mặt Sitka screws, mời các bạn nhìn thấy mặt Sitka của nó. Mặt Sitka của cái đàn này rất là nhuyễn mịn ha, rất là nhuyễn mịn, màu đẹp. Rồi back inside của cái đàn này cũng là Indian Rosewood, mà các bạn thấy là cây Samai này có cái mặt back inside nó đậm màu Indian Rosewood nó ra rất là đẹp. Indian Rosewood là một cái loại gỗ cứng và dai và cho một cái âm thanh ấm trầm. Rồi chúng ta có cần mahogany một mảnh, khóa của tô gold ebony 3E1. Rồi chúng ta có headstock của Samai với logo Samai Guitar. Fingerboard cây Samai SC10 này là ebony thì nó cao hơn cây Anh Guitar 100C là cảm ứng. Rồi ngựa của nó cũng là ebony, nó rất là đẹp, một cái con ngựa rất là đen.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn sơ về cái mặt thiết kế trang trí của nó. Thì các bạn có thể nhìn thấy là nó đi một cái lại chỉ dáng hương, một cái lại dáng hương màu đỏ màu cam, chính xác là nó màu cam, nó bọc lấy lại cái viền. Thì các bạn đã nhìn thấy là nó làm cho cái đàn trở nên rất là sang trọng, nó đi cả mặt trên và mặt dưới luôn. Rồi ở phía sau nó cũng có một cái đường nối ở giữa bằng gỗ giáng hương. Và chúng ta có cái rosette, cái sao hôn được trang trí bởi một cái viền miệng lỗ màu đen, trên đó có các ngôi sao. Và ra các bạn nhìn thấy inlay ở trên cần cũng nó rất là hiện đại, rất là phù hợp với lại cái đàn. Thì các bạn thấy là chúng ta có inlay là một cái ngôi sao ở giữa, hai bên là hai cái mũi tên. Inlay rất là hiện đại và nó mang cái đậm cái bản sắc của sao mai luôn. Rồi mời các bạn ngắm nhìn lại cái đàn ha. À mình quên giới thiệu là chúng ta có một cái bevel được thiết kế cũng rất là hiện đại và nó ốp gỗ zebra wood, gỗ ngựa vằn. Và bạn có thể nhìn thấy là cái đường ốp này rất là tinh xảo mà nó nằm giữa hai cái lai màu đỏ, bạn có thể nhìn thấy không ạ? Hai cái lai màu đỏ của giáng hương. Nhìn cái bevel này cực kỳ hiện đại và rất là đẹp, một trong những cái bevel mình thấy là tuyệt vời, làm vô cùng tinh xảo. Thì toàn bộ cái đàn này các bạn nhìn thấy là nó có nhiều cái điểm trong cái thiết kế nó rất là đồng nhất với nhau. Thì nhìn tổng thể là một cái đàn rất là hiện đại và đẹp, rất là đẳng cấp. Ngay cả ở trong cái thùng đàn các bạn cũng có thể nhìn thấy có một miếng gỗ được cái chữ sao mai người ta và nó được ốp ở phía trong. Thì đây là một đàn rất là được chăm chút kỹ lưỡng từ cái khâu thiết kế. Rồi tại sao mình ngày hôm nay mang đến cho các bạn review về hai cái đàn này, tại sao mình lại lựa chọn hai cái đàn này để đưa vào cùng một cái clip, thì các bạn hãy nhìn thấy đây, hai cái đàn đều có dáng A, dáng auditorium. Cái Angina A70C thì có khuyết của nó là khuyết thường, còn cái SC10 của Samai thì là một cái khuyết nhỏ. Rồi cả hai cây đều có mặt top là mặt Siska Spruce. Back and side đều là Indian Rosewood cảm ứng. Mặc dù là cây của Samai thì nó đen hơn, gỗ nó già hơn so với cây A70C của người ta. Rồi cả hai cây cùng dáng đàn, cùng chất liệu mặt top và cùng chất liệu back and side, cho nên là mình muốn mang hai cái đàn này vào cùng một clip để các bạn có thể nghe và so sánh âm thanh của nó có cái gì khác biệt với nhau ha. Rồi bây giờ mời các bạn cùng nghe thử cái phần sau demo.